bạn ơi, hôm nay mình sẽ làm món chả cốm nhé. Để làm món chả cốm này thì mình làm theo cái cách này thì nó đơn giản. Còn nếu các bạn có nguyên liệu thì các bạn cho thêm giò sống vào thì nó sẽ rất là dẻo giống như là ngoài hàng ấy ạ. Ở đây là mình có cốm này. Cốm mình mua cốm ở làng Vòng ấy. Cốm ở một làng cổ Hà Nội ấy. Mình mua cốm này là cốm tươi đấy ạ. Các bạn có thể ăn luôn được. Các bạn lấy chuối các bạn chấm vào ăn luôn được. Đây mình bớt lại 50g này để mình làm chả cốm với 50g cốm này với thịt lợn xay 50g này với 150g thịt lợn xay. Các bạn trộn lại với nhau nhé và một thìa hành tím băm nhỏ, một thìa hạt tiêu. Cho mình thêm một thìa hạt tiêu nữa, một thìa nước mắm. Nếu có giò xay thì các bạn cho 50g giò xay vào thì nó rất là dẻo. Còn nếu không thì các bạn cho mình thêm 2 thìa bột lăng nữa vào. Các bạn cho mình 2 thìa bột lăng vào như này rồi, cho một thìa nước mắm. Ôi, hơi nhiều nước mắm. Mình sẽ phải gạn ít nước mắm ra. Mình vừa bỏ bớt một ít nước mắm ra rồi, chắt bớt ít nước mắm ra rồi. Chỉ cho một thìa nước mắm nhé, không nó sẽ mặn. Lửa thìa vị chính. Đây là mình đã có này, hạt tiêu này, nước mắm này, bột lăng này, cốm này. Mình đã có này, hạt tiêu này, nước mắm này, bột lăng này, cốm này, thịt lợn xay này, tỏi băm, hành tím băm nhỏ xay này, mì chính này. Để các bạn trộn đều cái hỗn hợp này lại với nhau. Mình nói lại nhé, nguyên liệu của mình gồm có này 50g cốm này, 150g thịt lợn xay này, một thìa nước mắm này, một thìa hạt tiêu này, 2 thìa bột lăng này, một thìa lửa thìa mì chính này, 2 thìa cà phê hành tím băm nhỏ, nếu mà dùng đấy, 2 thìa cà phê đấy ạ. Và bây giờ mình đảo đều cái hỗn hợp này với nhau. Và các bạn ướp cho mình khoảng 15 đến 20 phút, sau đó các bạn nặn thành viên rồi mình đi hấp nhé. Sau khoảng 15 phút rồi, bây giờ mình sẽ nặn thành những viên tròn và mình mang đi hấp nữa nhé, sau mình sẽ rán sau. Nếu các bạn có giò sống ấy, thì nó sẽ rất là dẻo và khi mà ăn thì mình cảm giác như là mình mua ngoài hàng. Không thì các bạn cho ít trứng gà cũng được, nếu mà các bạn không có bột năng. Trứng gà các bạn trộn cùng để cho nó tạo sự kết dính ấy. Không làm như thế này ăn cũng rất là giòn và ngon ạ. Đây các bạn cho lên, đặt ít lá chuối lên và các bạn cho vào các bạn hấp nhé. Các bạn cho lên cái nồi này các bạn hấp nhé. Hấp như thế này thì nó sẽ làm cho chả chúng ta không bị khô ấy, không bị mất nước ở bên trong ấy. Khi rán lên thì bên ngoài giòn, bên trong nó vẫn còn giữ được nước ấy, ăn là sẽ ngọt hơn, ngon hơn ạ. Nên các bạn đừng rán luôn nhé, mà các bạn phải hấp này cho mình nhé. Hấp trước khi rán. Nếu các bạn có lá sen thì các bạn đặt một lớp lá sen xuống dưới rồi mình hấp này thì rất là ngon. Không thì dùng lá chuối như này cũng rất là được, cũng là được rồi ạ. Lá sen thì nó sẽ thơm hơn, nó đúng kiểu chả cốm lá sen. Nhưng lá sen không phải lúc nào cũng mua được các bạn. Cái món chả cốm này thì mình ăn với bún đậu mắm tôm thì rất là ngon. Không các bạn ăn với cơm trắng cũng ngon. Chấm mắm, pha nước mắm thường cho ít ớt vào ăn với cơm trắng cũng ngon. Bây giờ các bạn hấp cho mình khoảng 15 phút nhé. Khi nước sủi rồi nhỏ cho nhỏ bớt lửa để hấp 15 phút cho nó chín. Được 10 phút sắp được rồi ạ, mình hấp thêm một lúc nữa là được 5 phút nữa. Sau khi hấp được 15 phút rồi là được rồi, mình sẽ bỏ ra để cho nguội bớt mình đi rán nhé các bạn nhé.
Bây giờ mình rán nó vàng thêm một chút nữa là được các bạn ạ. Bên trong nó chín rồi, bây giờ mình chỉ rán cái vỏ bên ngoài nó vàng thêm một chút thôi. Ăn cho nó giòn là được thôi. Rất là ngon rồi. À, các bạn ơi, bây giờ mình sẽ lật một lần nữa và mình sẽ gấp ra nhé. Như này là vàng là ngon rồi đấy ạ. Ăn rất là giòn rồi đấy ạ. Ăn thử một chút ạ. Rất là thơm, rất là chả cố. Đây mình sẽ gấp ra nhé, mình cho vào cái đĩa này cho nó đẹp, cho nó nổi bật. Nhà sẵn có cây chuối nên rất là tiện. Mấy hôm nay là ngày nghỉ lễ cho nên mình không có thời gian làm video thì mình mải đi chơi. Mình không muốn rán kỹ quá nhưng mà bên trong nó lại cứng ấy, thì bé nhà mình nó sẽ không ăn được ấy, nên mình rán vừa như này thôi. Các bạn thấy không, chả cố của mình rất là ngon rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ rán một chút mình ăn thử nhá. Rất là thơm, rất là ngon và ngọt, dẻo của cái cốm ấy ạ. Đây mình mua được cốm ở làng Vòng, cho nên cái cốm này rất là tươi. Còn nếu không các bạn dùng cốm khô, các bạn rửa qua cho các bạn làm cũng được. Và mình sẽ dừng video tại đây nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình.